Hi, xin chào đại gia đình, chào buổi tối. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên con đường 30 tháng 4, phường 1, phố Vĩnh Long. Thì hôm nay là 29 Tết rồi đại gia đình. Cũng là một đêm cuối cùng ha của khu vực chợ dừa này, bà con bán Tết ha. Đêm cuối cùng, ngày mai là phải trưa mai là phải dọn trả mặt bằng lại cho nhà nước ha đại gia đình. Thì bây giờ mời đại gia đình cùng song hành với em qua một đoạn clip ngắn xem coi hôm nay bà con bán dưa như thế nào ha. Bây giờ bên lộ người ta bán rất là tấp nập luôn, mà dưa hình như đã giảm giá rồi đó đại gia đình. Dưa hấu này bây giờ chỉ còn 6.000 đồng một ký thôi nè. Phía trước này dưa chân cúng Tết ha, người ta cũng đã lên giá luôn rồi, chỉ có 8.000 đồng một ký thôi đó, mà cô bán thì cũng sắp hết rồi. Hôm nay bán được không cô? Được mà như cái giá nó không có giá. Không có giá hả cô? Dạ. Rồi cái giá này là mình đã giảm xuống rồi phải không cô? Giá hay này là bán 2 ngày nay đó. Dạ, rồi mấy bữa trước là mình bán giá bao nhiêu cô? Cũng 8.000. Vậy ha, 9 dạ. 9.000, 8.000. 10.000 là mắc chứ lắm, mà 10.000 là cao rồi đó. Dạ, vừa năm nay không có giá, quá rẻ luôn. Mình đó cũng 10.000. Dạ. Đường ta về tao không có tiền, tao mua dưa nhỏ nhỏ, tao không mua dưa bự. Dạ. Mua dưa nhỏ nó rẻ tiền với lại dễ chân. Nó ít. Dạ. Tiền hơn. Dạ. Mua bự đó trái ta đã chục ký, 8 ký là tới 100 mấy, còn này trái nó có mấy chục mà người ta bán dưa nhỏ được thì dưa bự bán được. Dạ. Cô nhiêu đây hả? Bên đó nữa ha. Dạ. Nói chung là hết dưa còn 12 triệu vốn nó mới đủ. Dạ. Không có đủ thì. Dạ. Tình hình đó. Hôm nay cũng khó khăn, không mua dưa đấy chị. Không có dưa. Dạ. Biết sao không? Bởi vì nè, mưa mấy đám mưa muộn nó chết dây rồi. Cái bị lớn, bị lớn thì nằm phơ ở trên clip vậy đó. Dạ. Có dây. Hèn chi năm nay dưa chân cúng nhập dễ ghê ha. Ừ. Dạ. Rồi thành ra. Dạ. Mua đi cô. Thiệt bán ha. Thì bà con người ta mua dưa không có rồi, mà phải nếu như đám nào còn lại nó clip ra trên cao thì nó còn lại mình mua thì nó mắc quá. Dạ. Mắc quá rồi về là bán không có, mình đâu có bán mắc được đâu. Dạ. Ngày mai là trưa mai trả mặt bằng hả cô? Tối nay còn ngủ đang đêm nữa. Mai về ăn Tết rồi. Tại vì như hồi năm rồi thì cũng tệ ha, năm nay cũng tệ luôn, làm ra bà con người ta không có tiền, người ta không mua. Dạ, kinh tế khó khăn. Kinh tế khó khăn rồi không có tiền bán gì hết. Còn đi thấy mấy cái vườn bông ở dưới kia ta bán ế quá trời luôn. Bởi vậy ta khóc luôn. Lên dãy mua mà ta ngồi ta khóc nức nở luôn. Dạ. Người chồng 5 công, 3 công chết vụi rồi. Không có giá. Lớn rồi còn trái không có dây. Dạ. Thấy thương luôn á. Dạ. Như mình đi mua một năm mình lại mấy chủ quen đó, thì mấy chủ quen á là chết hết trơn rồi, nói người ta nói chuyện với mình mà ta ngồi ta khóc luôn, bỏ vốn vô bạc trăm triệu mà không lấy ra được bạc nào chứ. Dạ. Cô mua cái dưa này là cô tính cô bỏ tiền cọc luôn rồi đó. Vậy đó hả cô? Mà thấy không, mà tội. Vợ ông bệnh nằm dạ. Viện đó, không có tiền thôi cô bấm quốc bụng cô cắt đó chứ cô biết cắt tấm dưa này là lỗ. Con cũng có xem đài á, con thấy người ta cũng bỏ tiền cọc á nhiều bỏ lắm nhiều luôn. Lắm. Dạ. Tại vì nói dịch nè, bệnh dịch nè. Dạ. Rồi người ta mua người ta sợ bán không được. Vì đúng rồi. Đầu tôi lỗ mấy chục triệu luôn đó. À. Bỏ luôn tại chợ luôn, không có đem về luôn. Dạ. Ba nói là tối 30 là bỏ luôn. Dạ. Chứ đem về vận chuyển tiền xe chạy ra tốn tiền nữa. Đem dưa này về làm gì, có dưa ăn thì mình đem qua ra ngoài ngày mình còn bán được, còn dưa này đem về dưa này chưng thôi cúng thôi. Dạ. Ba ngày Tết thôi chứ đâu có bán người ta ăn được. Dạ. Bởi vậy đi vô gãy mua là thấy bà con người ta mình thấy tội nghiệp dữ lắm. Dạ. Cô lên cô nói với ông chủ dưa cô mua nè, cô nói thiệt với anh nha, anh chưa theo ai là tôi
bỏ rồi bị tính ra là quá mắc bán không có nổi. Thần cứ đài kêu nó bệnh dịch tới hoài rồi ai cũng hồi hộp hết. Đúng chứ. Rồi, ta cũng hồi hộp. Dạ. Bán nhiều năm rồi bán không được luôn á. Dạ. Cô bỏ mấy xe ba gác luôn á. Bỏ chợ ngã tư hai xe, chợ này cũng gần hai xe luôn. Dạ. Không bán thì bà con người ta mua quen đó, ta đi kiếm quá trời rồi đó, mua bán nhưng mà thấy bán năm nay là chắc lỗ nữa, còn tới 12 triệu nữa mới tiền vốn nó mới đủ vốn. Dạ. Rất giả quá hả cô. Hồi sửa sạn đi chắc chưa, cái đi chợ mua đồ cũng 53 đường táo đi vô chợ bị móc túi 13 triệu. Bị móc túi hả cô? Trời ơi xui quá ha. Cô bỏ năm dưa nè, cô không cắt luôn á. Dạ. Hôm 4 cô cắt là hôm 3 cô bị mất tiền. Dạ. Cô tính lên cũng nói thiệt với ổng, ăn với ai là tôi bỏ, tôi không cắt rồi đó. Dạ. Dưa quá mắc mà chợ thì quá điêu, đi đâu cũng nghe nói dịch, bệnh dịch tới rồi sợ không dám cắt. Nhưng mà tình trạng vợ của ổng nằm bệnh viện, bệnh nặng nằm bệnh viện rồi mình thấy vậy rồi thôi kệ nó đi. Dạ. Tiền thì mình không cho, nhưng mà mình giúp cho ổng là mình cắt dưa chứ để bỏ là đâu có ai mua. Dạ đúng rồi. Bỏ là tao bỏ luôn á. Dạ. Khóc ròng luôn á. Ừ. Bữa 24 rồi nè. 48 ngàn này tới cho người ta. Bữa 24 rồi mà cô bỏ là ai lợi đó mua. Dạ. Đây nè, đếm ra cho ngoài đúng nè. Thôi khỏi đếm. Rồi cảm ơn cô nha. Hạnh phúc cho cô năm mới vui vẻ. Bán mau hết này, dạng tết sớm. Cô còn một đống dưa bên đây luôn rồi, đại gia đình. Dưa chỉ có 8.000 đồng một ký thôi. Quá trời rẻ luôn, tại hai giá rồi. Thank you.
trước này á, dưa hấu người ta đây để bán giá lên nè, 6.000 đồng một ký. Dưa bây giờ quá rẻ luôn ha, so với mấy ngày trước nữa đó. Mấy ngày trước dưa này là phải 10.000, bây giờ chỉ còn 6.000 đồng thôi. Khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. À. Rồi. Tại đó giờ em chỉ biết Vĩnh Long có Phương Dừa thôi. Hello ha, Phương Dực Minh. À. Ông quay mấy lần đây rồi. Vậy hả? Dạ. Chú quay mai vậy không? Có luôn. Chú quay. Nè nè nói gì? Con tính mướn chú lên nhà quay. Vậy hả? Dạ. Có tết á. À. Anh cái gì cái gì cái tưởng của anh là cái gì? Của em là kênh Khám phá Vĩnh Long. Kênh gì? Khám phá Vĩnh Long. À, kênh đó, Vĩnh Long lên đó là biết ha. Xin hỏi đi, cho xin hỏi. Mẹ đâu có xin không, xin đi. Rồi xin hỏi. Rồi nữa có gì em điện cho anh vô anh quay giường mai mẹ em ha. Dạ. Mai đủ lợi hết. Rồi cái đó là mà rồi nữa mình nói chuyện ra sao. Dạ. Ha. Dạ. Rồi. Dưa này của mình hả? À, năm nay bán thấy sao chị? Bán cũng được. Được ha. À, cũng đỡ. Dạ. Tối nay còn ngủ đen đêm nữa ha. À, còn ngủ đêm nữa. Dạ. Mà tình hình ha, năm nay ở Vĩnh Long thì bà con bán dưa là coi như được, nhưng mà cái giá thì không có giá hung, giá rất là rẻ. Mấy sạp dưa này rồi sao không 6.000 một ký luôn, lỗ luôn, lỗ luôn, lỗ về sớm luôn, lỗ rồi đi về vui quê luôn. Dưa này bữa hổm là bao nhiêu tiền một ký vậy chị? Dạ. Lỗ quá trời luôn. Lỗ luôn. Nay sổ luôn, sổ dạ. Nguyên tết luôn, đánh dịch luôn. Dạ. Bữa nay với ngày mai nó là xong rồi đó. À. Tối nay còn ngủ đen đêm nữa. Tối nay là chị chủ luôn, đủ sổ luôn. Đủ sổ luôn. Dạ. Về luôn. Về luôn. Không hề mở luôn. Rồi. Vô 12.000 một ký giờ tụt xuống còn 6.000 à. Lỗ quá trời luôn. Dạ. Em làm như tốt đi mua dùm cho chị vài cặp coi. Dạ. Mọi người ơi, đến đây mua ủng hộ chị đi mọi người ơi. Mua ủng hộ chị vài cặp qua về ăn Tết luôn. Chị Quế đâu chị? Chị Quế Trà Vinh em ơi. Ôi Trà Vinh. Rồi Trà Vinh lên Vĩnh Long. Bán ha. Dạ quay thì thường thường mình ghép lên từng khúc một khúc ra. Dạ không, con làm luôn rồi chứ con không có ghép. Dạ, còn nhầm người ta ghép rồi con làm quay xong để vậy luôn à. Dạ. Quay này thì bán chậm thì một bữa, còn sớm thì úp liền luôn. Dạ, cho bà con ta xem. Bên đây dưa của chú ha. Dạ. Chung nè. Chung luôn ha. À, cũng còn nhiều ha. Cảm ơn chú nha. Trước này cũng 6.000 đồng ha.
Hôm nay bán được không chị? Bán lỗ mà anh ơi. Lỗ à hả? Lỗ mà cười dữ người ta. Dưa không được giá. Dưa không được giá, dạ. Mà bán nói chung là bán được ha, bán dưa thì bán chạy ha. Bán chạy rồi mình bán rẻ. À mình bán rẻ, dạ. Tại vì nay chiều chợ chiều 30 rồi. Có chợ chiều 29 rồi, dạ. Sáng là 30 rồi, mình để mình dẹp chợ rồi. Dạ, tại vì em đi vòng em thấy đống dưa của ai cũng giật xuống hết trơn á. Dạ bán rẻ, bán buôn đuôi luôn, về sớm luôn. Dạ, chị này cũng quê ở Trà Vinh luôn, ở Đại Gia Đình. Hồi trước em có quay ở đây nè. Em làm YouTube gì? Dạ, Khám Phá Vĩnh Long. Chúc chị bán mau hết nha, về quê ăn Tết sớm. Dạ. Dạ. Rồi, nó 7 mới được anh ơi. Tại vì giờ nãy 32.000 mà bớt có 30 à. Cho nó để bên anh cũng tiếp ngày vậy. Thấy không? 3432. Hôm nay mà tính nó bớt có 30 ta. Tại nay phải mà trừ 32 mà chị ơi. Cũng như là 16 ký. Hai có bớt không 2 ngày chứ mà được. Đó tính lại là 16 ký. Rồi, dạ rồi. Dạ rồi 16 ký. Cho em lấy thằng dư. Trong 28 này tính tròn chẳng cho 30 luôn đó chưa. Trời, đứa trẻ em. 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 Trời, dạ vô trong này, vô trong này 6.000 ký chị ơi. Dạ có hàng bên kia 6.000 luôn, vô chung không hẹn, vô Vĩnh Long chị ở chắc có con cò. Dưa còn có 6.000 ký mà người ta cũng không mua nữa. Rẻ hơn gấp đôi lúc ban đầu. Anh chị bán được không? Ờ, nay bán được hết rồi. Được hết rồi. Rồi giá cả bán sao? Mình bán rẻ cho bà con ăn, mình hết mình đi về. Dạ, nói chung là năm nay dưa không có được giá không đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì người ta sao? Người ta làm sao mình vậy? Dạ. Cái này có 7.000 thôi, 8.000 thôi. Dạ. 9.000 thôi, mình bị luôn. Dạ. Chúng ta không lộ. Chúng ta không lộ. Mình quế đâu lên đây bán anh? Em Trà Vinh anh ơi. Trà Vinh luôn ha, giờ nãy giờ em đi gặp mấy sao Trà Vinh rồi đó. Anh chị của em không á. Vậy đó hả? À mấy lô này nè. Đúng rồi. Bà đang đen á. À là chị dâu em. À còn cái chị mà cao cao trắng trắng á. À chị thứ bảy em. À bà lùng lùng là chị năm em. Trời ơi. Vậy là nguyên dòng họ anh em bán luôn mà ngay cái cua luôn. À chị thứ tám em. Vậy hả? Đằng này chị hai em. Dạ. Trời ơi, nguyên gia đình bán dứa cho luôn. Anh hả, em bán luôn. À thiệt không vậy? Thiệt. Em mới thiệt mà. À thiệt cho chị đó chứ, cười quá trời kìa. Nè nè nè. Cái lô này chị chính em. À vậy hả? Thiệt chứ. Đó, thiệt. Không thiệt mà. Rồi, anh nói sao em nghe vậy. Rồi nói chung nguyên gia đình lên đây bán vui ha. Dạ. Ừ. Có mấy lô nhiều không? Ờ, đây con như là anh phụ nó đó. Rồi, cảm ơn anh chị nha.
Vui ha. Không biết giá dừa ở các tỉnh thành khác thì sao, chứ năm nay ở Vĩnh Long thì giá dừa rẻ bèo luôn đại gia đình. So với mọi năm á, giá dừa năm nay rất là rẻ luôn á. Bà con bán rất là chạy dừa, nhưng mà giá thì không có giá bằng so với mọi năm. Rất là đông trước. Trước này quá trời đông luôn ha. Rất là đắt.
trước có một sạp này bán hết rồi ha. Giờ người ta đang dọn dẹp mà chuẩn bị trả mặt bằng lại. Wow, quá vui luôn. Phía trước này một sạp cũng còn vài trái thôi. Dưa năm nay giá rẻ là con mua quá trời. Hết chưa nè. Dạ rồi, đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn đại gia đình đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Và xin kính chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.